Rồi sao? Rồi bà Đào có bị nặng không? Chắc là đang lo đó. Cùng lắm là bị phạt cảnh cáo thôi, chứ không tới nỗi án treo. Công nhận Dương xui thiệt đó. Cái CV của Dương nộp bên tôi bị lộ rồi. Sao vậy? Không phải là Dương không có năng lực, mà do ông Đạt với bà Hân đi khắp nơi tung tin nói xấu Dương. Họ nói là Dương lừa tiền của khách hàng đi đầu tư. Rồi trong khi đó Dương thấy họ là sếp với lại là đồng nghiệp của Dương nữa. Hỏi sao ai không tin. Tôi có nói với lại sếp tôi, nhưng mà họ cứ e dè không có tin tôi. Cho nên là quyết định loại Dương để cho yên chuyện. Cái đôi khốn khiếp đó. Hôm có quyết định thăng chức, tôi đã xóa đi đoạn clip. Bởi vậy bây giờ họ mới dám trở mặt với tôi như vậy đó. Bây giờ Dương tính sao? Trong ngành ai cũng biết chuyện của Dương. Bây giờ xin việc hơi bị khó đó. Tôi mới dọn ra ở riêng, mỗi tháng có thêm biết bao nhiêu tiền sinh hoạt phí. Tạm thời chắc phải xin việc ở một lĩnh vực khác. Còn chuyện ông Đạt với con Hân để qua một bên đi. Đợi mọi chuyện yên ổn, tôi nhất định sẽ tìm cách trả đũa họ sao. Mà ông biết ai cần mua xe không? Môi giới giùm tôi đi. Tôi bán luôn cái xe, mua xe tay ga chạy. Chứ bây giờ không biết tới bao giờ mới xin được việc nữa. Tôi còn phải trả tiền cho bà Xuân, rồi mỗi tháng còn phải góp tiền cho ngân hàng nữa. Thôi được rồi, để tôi coi có mối thì tôi giới thiệu cho. À mình nè, tôi nghe phong phanh thông tin từ bến ship tôi là đang có đợt thanh tra dự án đất nền công nghiệp đó. Giống như cái dự án của Dương với lại chị em bà Xuân. Có chỗ là đã bị phạt và đình chỉ thi công rồi, cho nên Dương phải cẩn thận đó. Thiệt hả? Sao mà tôi xui dữ vậy nè? Sau khi xem xét khảo sát thị trường thì công ty của chúng ta sẽ sản xuất thêm nước uống đóng chai và sẽ xây dựng thêm một nhà máy nữa. Bản kế hoạch này thì đang được tôi lên chi tiết. Khi nào mà được duyệt thì chúng ta sẽ bắt đầu triển khai. Và tôi cũng có một tin vui nữa muốn báo lại với tất cả mọi người. Đó là sau cuộc họp cổ đông ngày hôm qua thì tất cả cổ đông đã đồng ý thông qua bổ nhiệm cho Hải lên chức phó tổng của công ty chúng ta. Và bắt đầu tháng sau thì Hải sẽ đảm nhiệm vai trò này. Cảm ơn mọi người. Mẹ Nhung, sao con không nghe ba nói gì vấn đề này? Tại vì ba con muốn đảm bảo tính khách quan, cho nên là đợi khi nào có kết quả rồi mới thông báo cho con biết.